Sương ơi, Sương. Dạ. Dạ, ba kêu con chi ba? Sáng giờ con cho gà ăn chưa? Ừ, dạ chưa. Con đang làm gì ở trọng đó? Dạ, con đang nấu nước để pha trà cho ba. Vì ba có thói quen là mỗi buổi sáng đều phải uống trà mà. Ờ, từ ngày má con mất đến nay, dường như là ba ít ngủ. Lại nữa, càng lớn tuổi, ba càng phải uống nước trà cho chặt bụng. Ba thường ngồi trầm ngâm một mình để suy gẫm cuộc đời. Vì vậy mà ba trở thành ghiền trà hồi nào ba cũng không hay nữa. Dạ, ba đã trọng tuổi rồi, dẫu cho ba có ghiền trà thì cũng đâu có sao. Ba cũng thấy vậy đó con. Giá lại tốn tiền trà cũng đâu có bao nhiêu. Thế mỗi lần ba làm lụng mệt nhọc, uống vào một miếng nước trà thì tự nhiên ba cảm thấy khỏe lại ngay. Ờ, này Sương à. Ừ, dạ chi đó ba? Từ hôm cậu hai bãi trường về đây đến nay, ba thấy cậu hai thường lui tới nhà mình. Bởi vậy ba rất đổi băn khoăn, trong dạ nghi nan. Chẳng biết tại sao cậu hai lui tới nhà mình. Nếu lỡ thấu tai đến gia đình ông Phán thì sẽ lụy phiền chẳng phải ít đâu. Nên ba cứ mãi lo âu. Xin ba yên lòng chẳng có việc chi. Người ta đến nhà chẳng lẽ mình đuổi đi? Không phải đuổi đi nhưng ba sợ lụy phiền. Dạ không có lụy phiền gì hết á ba ơi. Ủa sao con biết? Dạ tại vì anh Hải có nói với con. Hả? Trời đất ơi, tại sao con dám gọi cậu Hải bằng anh Hải chứ? Dạ con phải biết, mấy tháng nay mình xin về cất nhà ở đây. Tuy rằng không phải là tá điền của ông Phán, nhưng cũng ở đậu trong đất của người ta. Con phải biết thủ lễ cho, nếu gọi như vậy lỡ cậu Hải bắt lỗi thì khó lắm đó con à. Dạ con cũng biết như vậy, nhưng cậu Hai cứ biểu con cứ gọi ảnh bằng anh. Cậu Hai biểu con như vậy à? Dạ, tại vì cậu nói thời buổi văn minh hiện nay chứ đâu phải như ngày xưa nữa, mà cứ mãi bo bo ôm vào ba cái nho phong hủ lậu. Hơn nữa cậu là trai tân đang học ở Sài Gòn, vì vậy mà cậu mới bảo con hãy nên sửa đổi gọi bằng anh cho thân thiết. Năm trời cậu học ở thành đô, cuộc sống ngựa xe rộn rịp vô cùng, nên bãi trường mới có dịp về quê, cậu thấy trong lòng rất thảnh thơi. Cậu hay đi chơi đó là quyền của cậu, ba chỉ sợ rằng ông Phán hay ra. Cậu hay lần la mãi đến nhà mình thì sẽ buồn phiền chúng ta. Quỹ danh của ông khét tiếng một vùng, vừa giàu có lại vừa khó khăn. Dạ con cũng biết như vậy, nhưng ba chỉ phòng xa vậy thôi, chứ còn chuyện này thì ê chết, nãy giờ ba quên nữa. Gì vậy ba? Ba có việc đi lên xóm trên một chút, con ở nhà hút lúa cho gà ăn đi nghe không? Ừ, rồi chừng nào ba mới về? Lát nữa ba về, nhớ cho gà ăn nha con. Dạ. Ờ thôi ba đi à. Dạ. Thiệt hú hồn hú vía. Cũng may là ba mình đi công chuyện sớm, nếu còn ở nhà ổng hỏi chận đầu chận đuôi một hồi rồi đổ bể chuyện mình và anh Hải thì chắc là chết cha luôn. Chuyện gì mà chết cha dữ vậy Sương? Cậu, cậu mới đến hả? Coi đó, lại cũng cậu nữa rồi. Nè Sương, bán tiếng cậu đó bao nhiêu anh mua hết cho. Dạ tại vì Sương gọi cậu quen miệng rồi, cho nên cứ mỗi lần Sương gọi tiếng anh là nghe ngượng nghịu thú không nên lời. Bởi ba vừa nói với Sương phải biết thủ lễ chứ nên xem thường. Bao lần anh đã bảo với Sương rồi, nay là thời đại văn minh, theo xưa cũ kỹ mất đi thâm tình. Hơn nữa chúng mình cũng đã có hẹn thề hai đứa yêu nhau. Nhưng lòng Sương rất lo âu, hẹn sang cách biệt có chung nhịp cầu. Ai nói với Sương như vậy? Ba Sương vừa mới nói. Nhưng chú Tư nói là sao? Ba Sương nói nhà mình nghèo, đi làm mướn làm thuê từng ngày để kiếm sống. Mai được ông Phán thương tình cho cất nhà đậu ở đây, nếu rủi ro có bề gì thì ba Sương sẽ khổ. Sương đừng có lo nghĩ điều đó,
tuy rằng ba anh khó thật đó, nhưng mà đối với ai kìa. Chứ còn riêng anh thì ổng cưng nhất đời mà, vì anh là con ruột, em quên rồi sao? Đành rằng là như vậy. Nhưng Sương... Sương à, Sương không yêu Hải sao? Sương không tin Hải sao? Nếu Sương không yêu Hải, không tin Hải, thì Sương đâu có trao trọn đời con gái cho Hải. Vì vậy Sương lo sợ một ngày nào đó lỡ ông Phán hay ra mà ngăn cản, thì chắc là Sương phải chết quá. Nè, Sương đừng bi quan như vậy mà mất vui. Mình hãy tin vào tình yêu chân thật, đó cũng chính là sức mạnh tuyệt vời để chúng ta phấn đấu vượt qua những trở ngại khó khăn, và sẽ đưa nhau đến bến bờ hạnh phúc thiên đường. Nơi ấy chỉ có hai ta, xây cung vàng lầu mộng gắm mi qua đêm ngắm trăng kể chuyện tâm tình. Hai chúng ta sẽ thoát ngoài cửa tục, không còn vấn vương những điều phiền lụy. Vì em là ngọc nữ tiên nương, còn anh đây chính thật là kim đồng. Anh đã hứa lòng yêu Sương đây như thế, Sương sẽ không còn nỗi lo âu hay là suy nghĩ nữa. Anh Hải, tình yêu chúng ta vẫn thiết tha đậm đà chung thủy. Nhưng anh đã hết dạ yêu em, chẳng bao giờ phai nhạt trong tim. Anh Hải, anh nói thật không đó? Anh nói thật mà Sương. Em, anh Hải, anh là bướm say mê ngút nhùi, em là cành thiên lý khoe hương. Dù cho giông tố nổi lên, không làm tan rã chuyện tình đôi ta. Thân em là một kiếp hoa, dâng hương nhụy ngọt đậm đà cho anh. Yêu em trọn kiếp anh chờ, thuyền xuôi bên mộng vào bờ bên thương. Thiệt ngẫm nghĩ mà khốn nạn cho cái cuộc đời của Dương Minh Bính này. Yêu người ta mà không được người ta yêu lại, già rồi chứ nhỏ nhít gì đâu, trên 30 tuổi đầu rồi mà cứ vẫn mãi cô đơn. Bởi vậy đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, đời tôi cô đơn nên... Nên sao kệ tôi, ai mượn cô hỏi? Tôi mượn tôi được không? Dạ, yeah, anh nói anh cô đơn à, không dám anh cô đơn đâu. Anh chỉ có nước là cô đeo thì có chứ ở đâu cô đơn. Ai đeo? Tôi nè. Không tôi dám anh đâu đó. Không dám đâu cô tị. Cô mà đeo tôi dám dập mặt chết lắm mà. Sao vậy? Thôi đi cô ơi, làm ơn bỏ qua cho em nhờ. Còn lâu mới bỏ qua, ngu sao bỏ. Nè, nói thiệt với anh nghe anh Bính. Anh qua mắt được ai chứ anh không có qua mắt được con tị này đâu. Tôi biết anh rành quá mà. Cô biết, mà cô biết cái gì? Tôi biết anh là muốn người ta mà người ta không muốn. Xách cây gì? Cây si đi xuống đi lên. Cô nói vậy có nghĩa là gì vậy? Nghĩa là tiết trong lao đào ao thả tép. Năm bảy tháng trời bị cua kẹp hồng
mãi hết trơn. Nè nè, cô nói cho cô được biết chứ, léo mép và hàm, tại sao cô cứ xia chuyện tôi làm đàn bà như cô, cái miệng bô bô ưa không có vô. Nè, anh đừng có nói bậy, tôi đây không có chịu rồi nha. Tôi nè, tôi còn măng nó nhà chưa có lằng nhằng gì hết trơn nha. Dám măng đâu. Nói cho biết nè, anh coi tôi vậy chứ, tôi còn gái nheo nhẻo đó, chưa biết lẹo tẹo với thanh niên nào hết á. Sao anh dám nói tôi đàn bà? Đàn bà là sao hả? Sao gọi là đàn bà? Nói tôi nghe coi. Ê, trời đất ơi, đàn bà. Không phải đàn bà, con gái. Con gái gì mà hung dữ như chằng tinh vậy hả? Tôi vậy mà nói tôi dữ hả? Vậy mà dữ đó hả? Nói thiệt với anh rồi nha, bây giờ đó hả, tôi hiền lắm đó. Tôi hiền kể từ cái dạo mà tôi đầy ý thương anh đó. Ý cha ơi, hiền quá hen. Nghe nói phát ham. Nè, cô nói cô thương tôi phải không? À, cô không nghe người ta hò sao? Hò sao vậy Bính? Người ta hò gì nè, để tôi hò cho cô nghe ngang. À, hò quân tử thương ta, ta thương quân tử, quân tử chối từ thục nữ dám đâu, lẽ nào cột lại tìm châu, chàng đi theo thiếp hò, chàng đi theo thiếp chứ có đâu thiếp lại đi tìm chàng đó, nghe chưa hò, đó nghèo đây cũng phân nghèo, hai ta như bọt với bèo sao lại chẳng hò. Đưa tay ngắt ngọn ráo mương, bo em giữ biểu anh thương cái nỗi gì hò. Đừng chơi em xấu em đen cũng như nước đục hò, cũng như nước đục lóng phèn lại trong lòng tôi thiết tha. Từ bấy lâu thương thầm, cô ơi xin chớ nói chi những lời yêu thương, vì hai ta đã không tấm lụa đào áo rách không giá lại giao tới sao đành. Dữ quá, nghe nói tiếp nè. Tôi đã thương anh thật là chỉ tình, tính làm gì nữa đây, lòng tôi thương hoài một bóng hình thôi. Trời ơi, mình đã thương rồi không biết làm sao, chắc chết quá. Hai đứa cùng ngắm hoa đào, hai đứa cùng ở chung rào sao, anh đành vội làm ngơ. Rồi nay thì nay đắp bờ, duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công. Đúng rồi, đúng rồi, cô tỷ nói phải đó, duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công mà. Vậy tại sao anh chờ? Chờ ai? Chờ cô Sương chứ còn chờ ai nữa? Chờ cô Sương hả? Chứ còn gì nữa. Nè, anh đừng có cười, tôi cho anh biết đó nha. Cô Sương á thương cậu hai nhà mình á. Anh trời ơi không biết gì hết trơn, tối ngày cứ ra vào ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như mấy thằng khùng vậy. Trời ghê quá. Còn tôi nè, anh thấy tôi không? Tôi thương anh mà tại sao anh không chịu thương tôi? Để đây cái tâm hồn tôi với cô đơn giá hè, đây không phải giá lành. Ủa tính làm mạng hả? Thằng Bính với con Tý có đó không vậy mày? Hả? Bính à? Tý! Ý chết! Ông Phán vô tới. Dạ, chào ông. Dạ, ông gọi chúng con. À, từ sáng đến giờ tụi bay lo xây bột rồi chưa? Hả? Dạ, dạ thưa ông, xong xuôi hết trơn rồi. Còn Bính, có qua kêu con Sương không? Dạ, thưa ông, con có đi kêu cô Sương từ hồi sáng sớm. Dạ, cô nói chút xíu nữa cô qua tới à. À,
Có con nhỏ coi vậy mà khéo tay à, nấu nướng cũng giỏi. Hãy mỗi lần có khách đến là tao kêu nó qua nhà. Con nhỏ này cũng giỏi diễn tề gia, nấu nướng thật ngon, ai nấy cũng hài lòng. Sau 7 tháng nay tao cho nó ở đầu đồng đất của tao, vì gia cảnh nó nghèo. Bà nó siêng năng làm lụng suốt ngày, chẳng đến nỗi nào thiếu hụt lúa ăn. Dạ ông lớn đây thật là nhân hậu, mới cho cô Sương ở đậu trong đất này. Kể ra cổ cũng có tài, nấu nướng việc gì cổ cũng khéo tay. Chứ còn tôi đây chi, bộ tư đồ bỏ hả? Trời ơi, hay làm sao mà anh cứ tặng cổ hoài vậy? Phải mà, trời ơi, cô Sương giỏi vắng khéo tay hả? Còn tôi vậy mà anh chê bai tôi hằng ngày anh coi được hay không hả? Ủa, tại sao hai đứa bay lại gây lộn? Trâu trắng trâu đen không được thuận hòa. Cái gì thì cũng ở chung một nhà, đừng có phiền hà mà mất dạ với nhau. Dạ, dạ thưa ông. Thôi đừng có cãi giả với nhau nữa, nghe chưa hai đứa? Dạ. Lát nữa con Sương đến, tụi bay bảo nó đổ bánh xèo cho cậu hai bé ăn một bữa, đặng mai nó lên Sài Gòn nhập học, nghe chưa? Thôi tao lên nhà trên à. Dạ. Chào anh Bính. Chào chị Tị. Ủa, cô Sương mới đến hả? Dạ, em mới đến. Ông Khoáng mới vừa nhắc cô đó. Tại vì hồi sáng em bận việc nhà một chút nên qua đây hơi trễ. Ông Khoáng có rầy em không chị? Rầy thì không rầy, nhưng mà ổng cố ý trông cô đó. Nhưng ông Khoáng kêu em qua đây để làm gì vậy? Để nhờ cô đổ bánh xèo đãi cậu hai ăn một bữa, đặng ngày mai cậu hai đi học. Ngày mai cậu hai đi rồi à? Thì hết bãi trường phải đi học chứ sao cô. Thôi bây giờ ta bắt tay vào việc đi nha, kẻo trễ ông Khoáng rầy la chết á. Bây giờ Sương chỉ huy tụi tôi đi, Sương biểu cái gì thì tụi tôi làm theo cái nấy. Em qua đây để tiếp tay cùng với anh và chị Tị, chứ làm sao mà dám chỉ huy. Hơn nữa việc đổ bánh xèo thì ai cũng biết mà. Nói thiệt với Sương nghe, tưởng chuyện gì thì tôi không biết, chứ còn đổ bánh xèo thì tôi đây cũng biết qua. Trước tiên người ta hãy nên cứ lo ngâm gạo để rồi đem xay, sau đó mau ra ngoài ta bé vô trai dừa để nào rồi chắc nó cốt làm nhân, thử mở hành tiêu thoái gần chanh. Thôi thôi ông ơi chớ nên nói đại nói càng nổi xiên, ông tiên mới bỏ vô gừng tiêu tỏi củ hành với chanh. Đổ bánh xèo như anh chắc đem bỏ ai thèm ăn, không biết thì tôi làm tin sao tài năng. Giờ hai người nghe lời tôi, xem cũng hơi trưa rồi, thôi hãy mau lo làm kéo bị rầy la. Không hợp mà sao gặp hoài. Mà tôi khoái gặp được không? Thôi cô Sương ở đây nha, tôi ra ngoài một chút rồi mình sẽ bắt tay vào việc nha cô Sương. Dạ, chị cứ đi đi. Cô Sương à. Ủa, sao anh Bính lại đứng đây? Sở dĩ tôi còn đứng đây là tại vì... Vì sao vậy? Vì tôi có việc cần muốn nói với Sương. Sương biết là anh muốn nói gì rồi, nhưng bây giờ mọi việc đã an bài thì không còn gì để mà nói nữa. Còn chứ Sương? Còn gì? Sương ơi, Sương ơi, tôi là thằng ngốc bán thang, còn cô Sương cũng ví như bà hoàng trong cung điện. Tình tôi yêu Sương không khác gì chú côi ôm gốc cây đa mà mơ bóng cô. Tôi đã yêu Sương yêu chẳng ai bằng, vậy mà Sương nỡ lòng nào chối bỏ, mở ngõ ân tình đón hoàng tử chung cung số. Làm cho tôi xách cây dù cô rít, bám theo Sương cũng như là con nít, đang đòi ăn kêu khóc la sầm. Sao mà Sương đây nhẫn tâm lạnh lùng? Anh Bính à, có lẽ đây là do duyên nợ, ta không thể nào tự ý cải qua. Thôi thì
anh hãy bằng lòng với thực tại là hơn. Vì tôi biết hiện giờ anh cũng đã có người đang theo đuổi. Cô muốn nói đến... Thì chị Tỷ đó làm chi? Thôi thôi cô ơi, đừng có nhắc tới bà chàng đó nữa. Sao vậy? Tôi mà cưới bà về đó hả, thì chắc là có ngày bà xé xác tôi luôn à. Ý, không có được đâu cô ơi. Thôi 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 thôi, để tôi đi ra ngoài tôi tiếp với bà mới được. Nếu không bà dám xé xác tôi luôn lắm à. Cũng tội nghiệp cho anh Bính, nhưng chuyện tình yêu thì không làm sao thay thế được. Kìa Sương. Anh Hải. Anh Hải nè, có phải ngày mai anh đi học rồi không? Phải, nhưng còn một tuần lễ nữa mới đến ngày nhập học. Sao anh lại đi sớm vậy? Vì ba anh biểu anh phải đi sớm một tuần để mua sắm sách vở chuẩn bị, hơn nữa là để ổn định cho việc ăn ở của anh. Hay là ông Phán đã hay biết chuyện của chúng ta rồi? Không đâu em, ba anh chưa hề hay biết mà. Anh Hải, sao bỗng dưng em lo sợ quá? Em lo sợ điều gì? Em lo sợ cuộc tình duyên của chúng mình sẽ bị chia phôi. Linh cảm báo cho em chuyện chẳng lành ắt phải xảy ra, vì hai giai cấp khác xa. Mấy hôm nay em băn khoăn trong già, muốn tìm anh nói rõ chuyện này nhưng lại vẫn ngại ngùng. Có việc gì em hãy nói ra đi, đừng e ngại hoài nghi. Anh tin lòng và người em đã yêu thương. Nếu vậy thì em hãy nói cho anh nghe coi, chuyện gì mà em lo sợ? Em lo sợ ông Phán ba anh sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng ta. Tại sao? Tại vì em đã... Đã sao Sương? Đã mang thai tròn 2 tháng. Sao? Em đã mang thai 2 tháng à? Anh Hải, chắc là anh đang khổ tâm trước một tin bất ngờ này. Kìa Sương, sao em lại nói lạ vậy? Đây là kết quả của tình yêu thương nồng đượm của đôi ta. Khi nghe được tin này, chính anh là người được vui mừng nhiều hơn ai hết đó, em biết không? Anh Hải, anh có an ủi em đó không? Sao em lại nghĩ vậy? Khi nghe tin em đã mang thai, anh vô cùng vui sướng mà. Nhưng... còn ba anh, ông Phán sẽ nghĩ ra sao? Ngày mai, trước khi đi Sài Gòn, anh sẽ thuật lại cho ba anh được biết. Để chi vậy anh? Để cho ba anh hiểu thấu đôi mình, mong muốn nên duyên tình vì đã thề gắn bó bên nhau. Đến nay trót mang thai bào thì chẳng còn rẻ chia tình đâu. Đừng nên nói thế Sương ơi, nếu như trong đời lìa nhau thì anh đây khổ đau không có em vui được sao. Em vẫn biết tình yêu của anh dòng nước trong xanh tô điểm cánh hoa xinh chưa đắm trời nay lộc, nhưng chiếc thuyền an
giữa trời cô đơn, sợ bão táp phong ba, vùi dập xa thân qua làm ra cánh xa trọn đời anh nguyện thủy chung, hẹn thề mãi mãi tình mình nì bên nhau. Lá xa cành héo sầu vì tuổi xanh, anh đã yêu rồi tròn kiếp không vơi. Đừng buồn em ơi, tạm thời phải lìa xa, lo việc học hành. Phút giây này hãy chọn một niềm vui, anh đã đi rồi lòng nhớ nghe anh. Chọn đời chung thủy, hẹn thề mãi bên lâu, tình mình bên nhau. Chọn đời chung thủy, hẹn thề mãi bên lâu, tình mình bên nhau. Anh Hải. Sương. Hả? Kìa! Kìa! À, trời ơi! Ai ôm tôi? Ai ôm tôi đây? Tôi xin lỗi, tôi tưởng cái lu. Trời ơi, thì ra anh ôm tôi đó. Tại tôi lỡ mà. Lỡ hả? Anh ôm tôi gì mà anh nói lỡ phải không? Lỡ mà. Lỡ thiệt vậy phải không? Ừ. Vậy thì ôm luôn đi. Tôi lỡ mà sao cô ôm tôi hoài vậy? Thì tại vì tôi... Buông ra. Tôi... Cô sao? Tôi cũng lỡ rồi. Cô lỡ gì, buông tôi ra đi. Không, không buông được. Lỡ ôm rồi làm sao buông được anh ơi. Trời ơi, chắc chết quá. Nhưng mà cô... Chuyện gì vậy anh Bính? Dạ, lúc nãy tôi vừa vô đây thì gặp cậu với cô Sương cũng lỡ, nên tôi mắc cỡ, tôi định xây trở. Ai dè anh vừa thấy tôi cái anh ôm đỡ, anh làm cho tôi bỡ ngỡ. Vậy thì nay đã lỡ, khuyên anh đừng làm cho duyên tình đổi ta gian dở. Trời ơi, tôi biết làm sao bây giờ. Tay lỡ ôm, trời định số duyên rồi, đành chịu thế số phận thôi. Anh buồn khổ mà làm chi khi kiếp duyên này đã thôi. Lỡ rồi, hết chỗ rồi, chấp nhận hy sinh luôn, thân này kể bỏ tỷ em đó. Vậy phải dễ thương không hả? Dạ thứ ba con đi. Con đã sửa soạn xong xuôi hết rồi hả con? Dạ, xong xuôi hết rồi ba, nên con định ra bến xe để lấy vé. Ôi, ở Mỹ Tho mình thiếu gì xe đi Sài Gòn, con cần gì phải gấp dữ vậy con? Dạ, con đi sớm một chút để lên trển chuẩn bị mua thêm sách vở cho kỳ học tới này đó ba. Con còn bao lâu nữa thì ra trường làm kỹ sư? Dạ, con còn học năm nay nữa là thi ra trường rồi ba à. Con học giỏi vậy là ba mừng đó. Từ ngày mẹ con chết đến giờ, ba vẫn ở vậy
để làm gà trống nuôi con. Cho đến ngày con lớn khôn, vì mẹ của con đối với ba tình sâu nghĩa nặng, ba chẳng tục quyền cưới vợ nữa chi. Mẹ ghẻ con chồng sợ tài kiếm thị phi, nên ba bằng lòng sống dậy với con. Ba rất vui mừng con sắp được nên danh. Dạ thưa ba, con xin ghi dạ ơn đức cao tâm tựa biển cả đất trời. Nhưng có một điều con muốn thưa lại với ba, đã mấy tháng qua con đây ngần ngại. Con chớ ngại ngùng, hãy nói đi. Ba đã thương con nên hết dạ luôn chiều. Con muốn thưa qua chân đề duyên nợ. Con của ba đã muốn vợ rồi. Thôi con an tâm chớ có ngại. Ba sẽ chọn sức lứa vừa đôi. Dạ, thật vậy hả ba? Thật chứ, ba đã chọn sẵn cho con rồi. Nhưng con còn đang đi học, ba định cuối năm sau khi con thi ra trường ba sẽ nói cho con hay. Dạ, nhưng người đó là ai vậy ba? Ba nói ra chắc chắn là con biết liền ha. Dạ con biết liền. Phải rồi, vì người đó cũng ở gần đây nè, và con với nó có xa lạ gì đâu. Ba biết, nếu ba nói ra con chịu liền. Ba làm cho con vui mừng và nôn nao quá ba. Thì ba biết con phải vui mừng rồi mà. Ba, có phải ba nói đến cô Hà, con bà cả Lý? Hả? Ba nói sao? Cô Hà, con bà cả Lý à? À. Phải đó con à. Vì là cách mấy tháng này bà cả Lý qua đây để bàn với ba vấn đề nhân duyên. Gia đình người ta giàu có, ruộng đất thì thăng cách họ bay, mà chỉ có một đứa con gái thôi. Nó nết ra lại vừa xinh đẹp, thật sức bề hộ đối môn đăng. Dạ thưa ba, suy đi nghĩ lại, đâu phải ta cưới tiền cưới của mà ba đây nhắm thẳng gia tài. Nhưng con ơi, thời buổi này ai cũng nghĩ đến tiền tài, còn người nghèo ắt bị ghé thăm. Nhưng con đây chỉ nghĩ đến nghĩa tình, nếu như họ chẳng yêu mình, cưới về nhà không hạnh phúc đâu ba. Sao lại không hạnh phúc hả con? Cặp vợ chồng nào cưới nhau cũng được yêu thương nhau trước hay là sau thôi. Hồi ba đi cưới má con đó, ba có biết mặt mày của bà gì đâu. Ấy vậy mà khi cưới về rồi, ba với mẹ con sống vô cùng hạnh phúc. Trước mắt con đó con không thấy hay sao? Nhưng trong thời buổi văn minh hiện nay, ba cũng để cho con có quyền lựa chọn nhân duyên cho thích hợp chứ ba. Vậy thì theo con lựa chọn như thế nào là thích hợp nè? Dạ theo con, trước khi quyết định đi tới hôn nhân thì người ấy phải thật dạ yêu con và hết lòng tin tưởng ở nơi con. Nhưng con có chọn được nơi nào thích hợp hay chưa? Dạ có rồi ba. Ở đâu? Dạ ở gần đây nè ba. Ở gần đây? Mà con nhỏ đó tên gì? Con của ai? Giàu hay nghèo? Đẹp hay xấu? Cha mẹ nó còn dạ, hay mất? Ba hỏi từ từ, chứ ba hỏi nhiều quá làm sao con trả lời cho hết. À vậy thì con hãy nói cho ba biết, con nhỏ này ở đâu, nó giàu nghèo đẹp xấu thế nào. Con hãy nói mau cho ba được rõ trước sau. Thật tình cô ấy chẳng có sang giàu, và ruộng đất xinh đẹp vô cùng, siêng năng giỏi giang thật lòng yêu con. Nhưng mà nó tên chi, cha mẹ hiện giờ đang sống nghề gì? Dạ nàng còn cha, vì mẹ nàng thác mấy năm qua. À như vậy là con nhỏ đó nó sống một côi một cút à? Nhưng rất hiền lành. Còn tên của nó? Dạ là cô Sương. Tên Sương?
Mà Sương nào? Dạ, cô Sương con của chú Tư, mà mấy tháng nay cất nhà ở đậu trong đất của mình đó ba. Hả? Con Sương con của thằng Tư đó hả? Dạ phải đó ba. Nhưng con đã quen với nó hồi nào? Dạ, những lần con về đây chơi trước lúc bãi trường đó ba, tình cờ con quen được với Sương. À thì chuyện trai gái quen nhau đó cũng là sự thường, chứ có gì đâu mà con cứ... Dạ, nhưng con thấy ở Sương khác biệt với người ta, không biết xa hoa lụa là hay đua đòi vật chất. Vì vậy mà chúng con đã yêu nhau đó ba. Con nói cái gì? Con nói lại cho ba nghe coi. Hả? Dạ, gần 6 tháng nay con và Sương đã tha thiết yêu nhau. Ê trời đất ơi, con nói chơi hay là nói thiệt vậy hả? Dạ, con nói thật. Chuyện đương duyên hệ trọng cả một đời người. Dạ, con đâu có dám nói dối với ba. Nhưng mà tại sao mày lại chê con Hà, con của bà Cả Lý? Người ta vừa đẹp lại vừa giàu mà mày không chịu. Mày lại đi thương con Sương, nó vừa nghèo lại vừa mồ côi mẹ. Hải à, con có biết con làm như vậy là con đã chôn vùi danh dự của ba rồi hay không Hải? Hả? Ba, ba ơi, con xin ba hãy bình tâm mà nghe con giải bài mỏi lẻ. Chữ yêu đương đâu phải được cân phân với sự giàu sang phú quý, mà nó kết tinh bằng một tấm lòng chung thủy của con tim. Có yêu nhau hạnh phúc với nhau lâu bền, Sương là người siêng năng thêm nghi đức hạnh vẹn toàn. Tuy nhà nghèo mà chẳng than gian, nàng thật lòng thật dạ yêu con và chúng con nghi đã hẹn thề. Nguyện kết tóc trăm năm. Những con Sương nó là một đứa con gái, còn con thì tốt bực giàu sang, làm sao sánh được nàng. So về bề khổ đối môn trăng, ngày xưa ba đã từng vì có dài cho con câu đạo đức ở đời, mãi đến nay con chẳng quên đi lời đành rằng. Sách xưa có câu tiền tài như phấn thổ, còn nhân nghĩa tợ thiên kim. Nhưng ba là người lớn, đã hứa kết xu gia với bà cả rồi thì không thể nào rút lại. Còn phải biết nha, chuyện trai gái đời bây giờ thầm lén yêu nhau đó là lẽ thường, có gì đâu là quan trọng. Dạ đó. Có chứ ba. Có sao con? Dạ tại vì Sương đã yêu con và tin con nên đã trao trọn cuộc đời con gái cho con rồi ba. Như vậy có nghĩa là... Dạ giờ đây Sương đã có thai tròn 2 tháng rồi ba. Hả? Hải? Dạ, mày vừa nói gì? Sương đã có thai rồi ba. Trời ơi là trời, thôi chết rồi Hải ơi. Mày đã đem danh giá gia đình của tao mà mày chôn xuống vũng bùn nhơ rồi Hải ơi là Hải. Ba, ba ơi, vẫn biết rằng chúng con tự yêu nhau sẽ làm cho ba phiền dân, nhưng xin ba hãy vì nghĩa nhân và lẽ sống của đời con mà phối hợp duyên tình. Con trẻ khổ đau ba lại nơi nào nhìn, con cảm thấy cuộc sống xa hoa lụa là nhung gấm, nó giả dối lòng lừa đi chạy theo dục vọng nhỏ nhoi. Vì vậy mà con mới tha thiết yêu Sương, một cô gái thôn quê giản dị bình thường, mặc dù nghèo nhưng tùy mỹ đoan trang, tuy chẳng cao sang nhưng giàu lòng chung thủy. Con phải biết trước kia ba là một ông phán uy tín khắp vùng,
Tuy nay đã về hưu nhưng vẫn còn danh giá mà con. Không lẽ con muốn danh dự nhà ta phải tan theo bọt nước hay sao? Hải ơi là Hải mà giết tao phải không Hải? Hả? Con nào dám đâu làm điều sai trái để phải mất đi danh dự của gia đình. Chỉ muốn sao cho vẹn chữ ân tình. Con không nỡ để người mình yêu mến góc cạnh mẹ bàn chua xót nỗi niềm riêng. Rẻ tuy chia quyên thì tinh thần đâu con lo học nữa. Vậy cuối xin ba hãy ban ra một lời hứa kết hợp duyên tình để cho hai đứa chung đôi. Bây giờ mày bắt tao hứa phải không? Ba hứa với con một lời đi ba. Hứa đi ba, để cho con yên lòng ăn học mà ba. Ba hứa với con đó. Ba hứa với con hả ba? Ba hứa với con là ba sẽ thu xếp cho ổn thỏa việc này để con yên lòng mà dạ, đi học. Con xin đội ơn ba. Giờ đây con đã yên tâm mà ra đi rồi. Thôi con đi đi. Cố gắng là học nghe con. Tương lai của con mà chỉ còn có một năm nay nữa thôi đó con. Dạ. Con xin nghe lời ba dạy. Và thứ ba, con đi. Chuyện này kể ra cũng rắc rối thật. Không ngờ cho cha con thằng Tư nó ở đậu trong đất của mình, mà hôm nay lại xảy ra cớ sự. Thật rõ ràng dưỡng hổ di quả mà. Rồi đây phải biết ăn làm sao, nói làm sao với bên chị cả lý. Chỗ vừa thâm tình giàu có mà lại chối từ. Để nó đi ăn ở với cái con nhỏ nghèo nàn đến mang thai. Việc này đổ bể ra thì còn chi là danh giá. Phải rồi. Nếu muốn bảo vệ được tiếng tai thì giờ đây chỉ còn một cách. Mày trẻ đâu? Qua kêu cha con thằng Tư đây đây lập tức. Hải ơi, bằng mọi cách ba sẽ bảo vệ tiếng tai và cả tương lai rực rỡ của con đó Hải à. Dạ, chào ông Khoáng. Dạ, con kính chào ông. Chú Tư với cô Sương mới qua đó ha. Dạ, vừa được lệnh gọi của ông Khoáng, cha con tôi vội vã đến đây ngay. Tốt lắm. Vậy thì mời chú Tư ngồi. Dạ, thưa ông Khoáng. Chú ngồi đi, để nghe tôi nói chuyện này nè. Dạ, có chuyện chi, xin ông Khoáng cứ dạy. Cha con tôi sẵn sàng nghe theo. Như vậy chú mới là người biết điều đó. Và dù sao ông Phán cũng đã cho cha con tôi ở đậu trong đất này. Ơn nghĩa ấy muôn đời tôi xin ghi dạ. Vậy mà tại sao chú lại dông ân gây cho tôi những điều tai họa, đối xử tệ với chú đâu mà chú lại hiếm sâu? Dạ ông Phán nói điều chi, thật tình tôi đây không hiểu được. Tôi làm lỗi gì đâu mà gây quả hiểm sâu. Chú cũng biết rằng tuy tôi đã về hưu, nhưng mà danh giá gia đình nào có thua kém ai đâu. Và ở nơi đây ông Phán giàu sang tốt bực, lừng lẫy tiếng tâm ai ai cũng nể kiêng. Vậy mà có một người không nể kiêng tôi đó chứ. Dạ, nhưng người ấy là ai vậy ông Phán? Còn ai khác hơn là chú. Hả? Dạ ông Phán nói chú là một người rất đủ là tham lam. Dạ thưa ông Phán, xưa nay tôi là người ngay thẳng, nào có biết tham lam bất cứ của ai, dù là một vật nhỏ. Đúng rồi, chú không có tham lam vật nhỏ, mà chú chỉ nghĩ ngay đến một sản nghiệp lớn thôi. Thưa ông Phán, đĩa mà đòi đeo chân hạt,
con cóc mà muốn trèo thang, còn chú, một kẻ nghèo nàn khốn khổ mà lại muốn bước lên ngang hàng địa vị với một ông Phán, phải không hả? Dạ, ông Phán nói vậy tội nghiệp cho tôi nào dám đâu nghĩ thế. Chú không dám nghĩ thế hả? Mà tại sao chú lại dùng vũ khí tình gì? Đó là chú đem con gái có một nhan sắc mặn mà để làm mồi cho con tôi mê mẩn. Trời, có thể nào vậy sao? Chuyện này tôi không hay biết sự thật như thế nào. Sương, dạ, con hãy trả lời cùng ông Phán. Dạ, dạ, cuối xin bà hãy nên rộng lượng thương tình. Con đây tỏ thật ngon ngành, cũng chính vì anh hại thương con, và anh hứa sẽ cứu thương, cho nên trước tấm chân tình con đem lòng tha thiết yêu anh. Hả? Con đã yêu cậu hai đây à? Dạ, vì tin lời anh Hải nên giờ đây con đã trót mang thai hai tháng rồi. Trời, ba, à, chú Tư, chú Tư, bình tĩnh lại chú Tư. Chú Tư, trời ơi, Sương ơi, con đã giết ba rồi. Con đã giết ba rồi. Ba, ba ơi, con xin ba hãy tha tội cho con. Con còn ngờ đâu, vì tình yêu của con đã làm cho ba đau khổ. Sương con, ba đã từng dạy con, và ba cũng đã nhiều lần nhắc nhở, mà tại sao con lại chẳng nghe ba? Để giờ đây gia đình ta đành mang thảm họa. Ba, ba ơi, con có lỗi với ba nhiều lắm, nhưng biết phải làm sao khi tuổi xuân của người con gái đã leo qua mùi vị của yêu đương. Cũng chính là rằng giá cảnh ta chẳng được cao sang, nhưng ba xem con cũng như vàng như ngọc. Rồi hôm nay khắc nào như cơn gió lốc cuốn phăng đi một loài thảo mộc bên đàn. Để cho cánh hoa xinh phải càng nhắc ra ba càng thêm thẹn tội, thầm trách cho thân phận của mình sao bạc phước không may. Vì chữ nghèo nên qua gợi tay bay, vì chữ khổ nên ngày nay mình mang nhục. Ba thương con nhưng lại đành bất lực, chỉ biết nhìn nhau nghe rải rứt ngực.
ngậm ngùi. Ba, ba ơi, xin hãy tha tội cho con. Cũng vì mù quáng yêu đương mà giờ đây cha con ta phải gánh vào hậu quả. Phải chi con nghe theo những lời ba dặn, biết giữ phận mình cung cấp cho dỗi trèo thang. Ba ơi, sợ gì hôm nay là do con, tất cả vì nhẹ dạ nghe theo lời cám dỗ mất đường. Nào có ngờ đâu gây hậu quả khôn lường, cha mang lấy tiếng tai còn con thì đau khổ trước thực tế phũ phàng lòng nức nở ai biết. Chuyện lỡ rồi than cách nữa mà chi, hãy cố quên đi nên nghĩ về đến tai. Cũng bởi vì con không nghe theo lời cha dạy, tội mất hiếu này biết phải rửa mấy sông. Sư con, thôi tôi kêu qua đây không phải để nghe cha con mấy người khóc lóc, mà tôi muốn chú hãy giải quyết việc này cho xong nè. Dạ thưa ông phán, đứng trước sự việc này tôi cũng không biết phải giải quyết ra sao. À nếu vậy thì tôi sẽ thay chú mà đứng ra giải quyết, chắc chú bằng lòng chứ? Dạ, ông phán muốn giải quyết thế nào cha con tôi cũng cam nhận lấy. Tôi biết chú thương cô Sương, con gái của chú lắm, thì ngược lại tôi cũng rất thương thằng Hải, con trai của tôi chứ. Dạ, ông Phan muốn nói... Như chú cũng biết, giữa tôi và chú chắc không thể nào đứng ngang hàng trên danh nghĩa Xu gia. Vì vậy mà tôi đã hứa làm Xu với bà Cả Lý để cưới con Hà cho thằng Hải. Dạ. Vậy thì nội trong ngày mai, chú phải lập tức dọn nhà đi, để tránh việc rắc rối về sau. Chú hiểu chứ? Ông Phan, chú cứ yên tâm, tôi không phải là người ở ác. Trong khi cô Sương đã trót mang thai, tôi cho cha con chú số tiền này nè. Để làm gì? Là để trả công. Cô Sương nuôi dùm cháu nội mà tôi không biết mặt, để tránh điều tai tiếng mai sau. Và tôi xin thành thật cảm ơn ông đã có già đói thương, nhưng số tiền này tôi chẳng dám nhận đâu. Tại sao chú lại không nhận? À, hay là chú chê? Và tôi tuy nghèo sát nghèo sơ, nhưng cũng đủ tiền nuôi cháu ngoại của tôi. Ông Phan đừng bận tâm như vậy, vì đây là giọt máu bỏ rơi của kẻ đã tự xưng mình là người nhân đức cao thâm. Hả? Cô Sương muốn nói là... Tôi đã lỡ lầm, nên trót mang thai thì tôi chấp nhận. Và nếu sau này nó là con gái, thì tôi sẽ chỉ cho nó thấy tấm gương của mẹ nó mà hãy tránh xa. Đừng quá nhẹ dạ tin lời đường mất rồi chú khổ vì mình. Tốt lắm. Còn nếu nó là con trai? Nếu nó là con trai thì tôi phải dạy cho nó nhiều hơn về nhân nghĩa. Đừng để nó đi dụ dỗ con gái của người ta, phá vỡ những cuộc đời trong trắng thơ ngây, để cho họ mắng mẹ chửi cha mình càng thêm nhục nhã. À, như vậy là cô muốn ám chỉ ai? Tùy ông hiểu lấy. Mình về đi ba. Chào ông. Chào ông Phán. À, nhưng còn số tiền này, chẳng lẽ Hà quyết phu nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người lại dơ chính miệng mình hay sao?